Vậy ở đây là giờ hơn hay là giờ kém? Giờ hơn thì mình dùng past hay là dùng chill? Giờ hơn là mình dùng past chứ con. Giờ kém mới dùng chill ha. Vậy đáp án nào? B is half past 11. Half là bằng 30 phút. Ở đây kim dài đang chỉ số 3, không phải là 30 phút mà chỉ mới có 15 phút thôi. A, đúng rồi, is a quarter. A quarter là bằng bao nhiêu phút con? 15 phút. Rồi, tiếp tục câu số 3 cho cô. Số 3 cho cờ. À, rồi, đây. Rồi, có trả đáp án nào? Chọn đáp án nào. C is a quarter to five. Chính xác. Number four. Number four. C, number 4 is half past 4. Chính xác. Number 5. Number 4. Number 5. What is your answer? A, it's 10 past 11. No, giờ này là giờ kém đúng không? Thì mình không dùng past, mình phải dùng till. B, it's 10 to 12. Correct answer. Continue, number 6. B, it's 9 to 20. Phải không? Phải it's 9 to 20 không? Phải là phút trước giờ sau chứ con. It's 20 to 9. Rồi, chính xác. 7. A is 4 past 10. Okay, it's 4 past 10. It's 4 past 10. It's 4 past 10. Đúng không? Phải it's 4 past 10 không? Phút trước giờ sao ha? C is 10 past 4. Chính xác. Number A.
Đỏ là giờ, xanh là phút. It's a quarter past five, đúng không? Cô ấy nói rồi, giờ kém thì không dùng past. Đúng rồi, it's a quarter to five. Rồi, tiếp tục. Number nine. C. Okay, C. It's 25 part 2. Correct answer. And number 10. C. It's 3 o'clock. Correct answer. Rồi, tiếp theo. Điền tháng thích hợp vào chỗ trống. Câu số 1. Điền tháng thích hợp vào chỗ trống từ tháng 1 tới tháng 12 á. Con điền tên vào chỗ cho cô. Tháng thứ 8 trong năm là mình có tên gọi là gì? Có coi cái lý thuyết cho cô chưa? Ừ, tháng 8 trong năm mình đọc là gì? Sao ai? No. Đây. Tháng thứ 8. Tháng thứ 8 mình đọc là gì? August. Trước tiên muốn làm bài tập này thì phải học thuộc cho cô được 12 tháng. Bắt đầu đọc cho cô nha. Tháng 1, January. Tháng 2, February. 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 Đúng rồi, tháng thứ 3, March. Tháng 4, April. Tháng 5, May. June. July. July là tên của con chó. Julie, không đúng ha? July. August, tháng 8. September. Rồi gì nữa? October. October. October là con bạch tuộc ha. Tháng 10 mình phải đọc là October. October. Rồi, tháng 11. 12. December, chính xác. Rồi, mình thuộc hết 12 tháng chưa? Bây giờ cô hỏi lại mình có nhớ không? Bây giờ đọc lại một lần nữa cho cô trước khi cô hỏi nha. Bắt đầu tháng 1. January. 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 January, January, February, February, đọc nhanh lại, February, February. Tiếp theo, tháng 3, March. Tháng 4, April. May.
June. July. August. September. October. November. December. À, ok, nhớ chưa? Giờ con thử hỏi nha. Rồi, tháng 8 là gì? August. Tháng 7. July. Tháng 3. March. Tháng 2. February. 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 Đúng rồi, tháng 1. January. January. January, February. Tháng 4. April. Tháng 7. À, tháng 7. Tháng 7 rồi. Tháng 9. Tháng 10. October. Tháng 12. 11. Tháng 2. February. 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 Tháng 1. Tháng 1 là January. 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 Rồi, tháng 5. May. Tháng 6. Tháng 6 là June, chính xác. Rồi, bây giờ mình có thể làm được cái bài tập hồi nãy cho cô rồi đó. Đây. Đây, rồi. Number 1, tháng thứ 8 trong năm. Tháng 8 là gì? August. August. Câu số 2. The fifth month of the year is. The fifth month là gì? Fifth là tháng thứ năm. Tháng thứ năm của năm. May. Con đọc nguyên câu cho cô đi. The fifth month of the year is. Đúng rồi, tương tự câu số 3. Cái gì? Is the sixth month. Thank you.
June is the sixth month. Chính xác. Number four. Phải Julie không? Đâu phải đọc là Julie. Julie là tên, the name of the dog. July, July. Nhớ chưa? Không phải Julie nha. July. Rồi, lặp lại cho cô. The seven month of the year. July, đúng rồi. Number five. November, chính xác. Number six. The ninth month. The ninth month is. The ninth month is. September. Seven, seven. The third month of the year is March. Chính xác. Eight. First là tháng thứ nhất, second là thứ hai, third là thứ ba. The third month of the year is tháng thứ ba trong năm là March, đúng không? Vậy thì second, second là tháng nào? February. Rồi. Number nine, the first month of the year is. Tiếp tục đi con. Continue. The first month. The first month. The first. The first month of the year is. May là tháng 5 mà. Còn này là the first month, là tháng đầu tiên trong năm. The first là đầu tiên. January. Không phải the fish mà là the first. The first. The first month. The first month. The first month of the year is January. January. Rồi, let's look at about. Bài tập tiếp theo là về season, là về mùa ha. So how many season? How many season in a year? Four season, what are they? Đó là những mùa nào? What are they? Spring. Tiếp tục. Summer.
Summer. Autumn. 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 Autumn hoặc là gì con? Autumn còn một chữ nữa mình cũng gọi là mùa thu. Fall. Fall. Autumn hoặc là fall ha. Rồi, người Mỹ thì sẽ dùng chữ fall và autumn thì người Anh sẽ thường dùng hơn. Và cuối cùng là winter, mùa đông. Lưu ý cho cô là giới từ đứng trước mùa là chữ gì? In, đúng rồi. Vào mùa đông, vậy thì sẽ là vào mùa đông. Đúng rồi, vào mùa thu. Hoặc là autumn. Autumn rồi, mùa hè, vào mùa hè. Mùa vào mùa xuân. Rồi. Lưu ý tiếp cho cô hay là những cái tháng lúc lúc trước á mình học á đó, trước đó mình cũng dùng giới từ gì? Tháng á, trước nó ví dụ như vào tháng 1, vào tháng 2, vào tháng 3 thì mình cũng dùng giới từ gì? Đúng rồi, nhớ cô ha, mùa dùng in nè. Mùa dùng in nè, rồi. Mùa dùng in, rồi, tháng cũng dùng in luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo cô chỉ cho mình là cách nói ngày trong tháng ha. Cô ví dụ, khi mà mình nói ngày trong tháng thì mình sẽ thêm chữ đờ vào trước nó, thứ tự sẽ là ngày, đờ, ngày, ốp, tháng. Và cách thứ hai sẽ là tháng trước, ngày sau như thế này. Được chưa? Tháng trước, ngày sau. Tháng trước, ngày sau. Đó, nhớ cho cô ha. Tháng trước, ngày sau. Rồi. Cách thứ nhất sẽ là ngày, đờ cộng với ngày. Đây. Bây giờ mình thử làm cho cô một cái ví dụ nha. Ngày, hay là ngày 10 tháng 10 đi. 10 tháng 10. Rồi. Mình nói như thế nào? 10 tháng 10. Ngày 10 tháng 10. Cách thứ nhất. Đây, cách 1. October 10 thôi con. Nếu như tháng trước thì mình chỉ cần nói là October rồi chữ 10 vào. Được chưa? Rồi, October và chữ 10 vào. October và chữ 10 vào. Rồi. Cách thứ hai. Cách thứ hai. Cách thứ hai thì mình sẽ dùng chữ đờ trước ha. Đây, cô ghi cách 2. Cách 2 thì mình sẽ dùng đờ trước là the 10 of October. Đó. Nhớ cho cô hai cách nha, hai cách để nói ngày và tháng nha. Ngày 10 tháng 10, một là October 10, hai là the 10th of October. Đó. Lý do tại sao mà có chữ TH hoặc là có chữ N giờ trước cái số 2 thì qua phần tiếp theo cô sẽ chỉ cho mình ha. Đó, cách nhỏ nhỏ dưới đây. Chút nữa cô sẽ chỉ sao. Trước mắt thì mình biết cho cô là có hai cách. Bây giờ thử nha, mình nói cho cô là ngày 28 tháng 12 đi con. 28 tháng 12. Cách 1, cách 2 luôn. Cách 1, cách 2 luôn. T
Thiếu rồi, thiếu chữ gì? The trước chứ. Con làm cách 2 trước hay là cách 1 trước? Con làm theo thứ tự cách 1, cách 2 cho cô đi. Con làm theo thứ tự cách 1 trước rồi cách 2 cho cô. Cách 1 trước nè. No, cách 1. Cách 1 thì cái gì trước? Tháng trước hay ngày trước? Cách 1 là tháng trước, cách thứ 2 mới là ngày trước. Tháng trước, ngày sau. Phải October không? Tháng 12 mà. 28 tháng 12 nè con. Chứ ngày chứ tháng mình đâu có tháng 28 đâu. Ừ, chứ tháng mình đâu có tháng 28 được. Cô viết vậy là chứng tỏ ngày là 28 rồi. Chứ mình có 12 tháng, mình đâu có tháng 28. No. Cách thứ nhất không có the. December 28 thôi. Đúng rồi, cách thứ hai. Cách thứ hai. Thiếu rồi, thiếu rồi. Không có 28 the mà phải là the 28. The gì? The 28 là gì nữa? Ốp, chữ ốp của cô đâu? Đúng. The 28 of December. Rồi làm nữa nha, làm cho mình quen thì thôi. Cho cô ngày 5 tháng 6. Đúng rồi, cả hai cách luôn con. Cách 1, cách 2 cho cô luôn. Tháng 6 là gì? Cách 1 là tháng trước, ngày sau. June 5th. June 5th. Rồi, cách thứ hai. The 5th of June. Chính xác luôn. Thêm một cái nữa nha. Ngày 9 tháng 11. Ngày 9 tháng 11, cách 1. Ngày 9 tháng 11 thì mình sẽ nói là November 9. November 9. Rồi, cách thứ hai thì sao? The 9th of November. Chính xác.
Rồi bây giờ mình làm cho cô được cái bài tập tiếp theo rồi đó. Đây. Câu số 1. Bài tập số mấy cô? Số 3 đó con. Câu số 1. Điền giấy tờ vào chỗ trống. In, in summer, mùa, dùng in. Rồi, tiếp theo, number two. He has got an appointment with a student. Anh ấy có một cuộc hẹn. Appointment là cuộc hẹn ha con, cùng với một học sinh. Rồi, điền giấy tờ gì vào đây? On, in, at. On, okay. On morning, on Monday morning. Monday morning có nghĩa là gì Minh? Buổi sáng ngày thứ hai thì mình dùng on hay là in? Are you sure? On Monday morning hay là in Monday morning? Hai cái đó. Tại sao con chọn là on mà không phải là in? Đáp án của mình phải là in Monday morning. Đúng không? Mình có chữ in the morning. Vào buổi sáng, vậy thì vào buổi sáng thứ hai cũng phải là in Monday morning. Tiếp theo number 3. Number 3. We are going away from. From đúng không? No, on chính xác rồi. On holidays. We are going away on holiday. Là gì nữa? Nãy cô nói có tháng thì mình dùng gì? In. Nhớ không? Tháng với mùa dùng in. In September. Tiếp theo, number 4. The weather is very hot. The weather is very hot here. Đó, tháng xuất hiện nè, tháng xuất hiện nè, phải dùng cái gì? In, chính xác, in May. Rồi, tiếp tục, number 5. I visit my grandparents on Sunday. Giỏi. On Sunday. Tiếp theo, number 6. I am going to travel to Phú Quốc. Rồi, tháng xuất hiện đây nè. Điền giấy tờ nào? In, on hay là at? In. Rồi, ở đây quay lại lý thuyết một chút xíu. Nãy cô có nói là thấy tháng là mình sẽ dùng in đúng không? Rồi, nhưng mà lưu ý đặc biệt cho cô là khi mà có giờ thêm vào ha.
khi mà có ngày ngày thêm vào thì mình sẽ dùng là on nha. Chị nhớ cho cô ha. Có ngày đi với tháng thì mình sẽ dùng on. Tháng đứng một mình thì mình dùng in. Ngày đứng một mình thì mình dùng on. Đó, cứ có ngày vào là dùng on cho cô. Rồi, đáp án của mình phải là on. Number 7. Number 7. Vào ngày cuối tuần. Vào ngày cuối tuần, on, chính xác. Ngoài ra còn một đáp án khác cũng đúng, đó là chữ S. On this weekend cũng đúng, hoặc là at this weekend đều đúng. Rồi, cuối cùng tới câu số 8, number 8. On, chính xác, bởi vì có ngày, cứ thấy ngày là dùng on cho cô ha. Thấy ngày dùng on cho cô. Rồi, ở đây câu số 8 đó là my son was born on. Con trai của tôi sinh vào ngày 20 tháng October là tháng mấy con? October là tháng mấy? October là tháng mấy? Đúng rồi, 20 tháng 10 năm 1999. Tiếp theo. Bài tập tiếp theo là liên quan đến mùa ha, liên quan đến mùa. Cô ví dụ, một câu ví dụ sẵn cho mình đây nè. In winter, the temperature is very hot, cool, cold and warm. Căn cứ vào thời tiết thì con chọn từ đúng ha. Vào mùa đông thì nhiệt độ sẽ như thế nào? Hot, nóng, cool, mát, cold, lạnh hay là warm, ấm? Cold, chính xác, bởi vì mình dựa vào cái từ winter, đúng không? Tương tự, mình về làm cho cô những câu còn lại nha. Từ number 1 đến number 8. Rồi, ok. Now, let's continue our lesson. Bữa trước mình học tới những câu hỏi này ha. So now, please answer this question. Rồi, đây, trả lời những câu hỏi này cho cô. Let's talk about you and food. Number one, who cook the meals in your house? It's grandmother. Trả lời nguyên câu cho cô nha. Bà của tôi là người nấu những bữa ăn trong nhà. Do house là nhà của cô đó. Đúng rồi. My mother cook the meals in my house. One more time. My mother cook the meal in my house. Rồi, number 2. Where do you have lunch? Where do you have lunch? For lunch. Con nói I have cái gì đó for lunch ha. Đây. I have cái gì đó, món gì đó. Rồi, for lunch. Trưa thì mình ăn món gì? I have noodle for lunch. Được ha, I have noodle for lunch. The next question. Do you have in the kitchen at home? Yes, I, nhưng mà I gì? Yes, I. Yes, I do. Yes, I do, right? I have in the kitchen. At home, okay. So, what do you have in the kitchen? Con giúp việc gì ở trong cái nhà bếp? Have your mom cook? Hay là wash the dishes? Hay là rửa chén? What the dishes?
Wash the dishes. Con có biết cụm này không? Wash the dishes. Đây. Wash the dishes. Rửa chén. Wash the dishes. Rửa chén. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. What fruit don't you like? What fruit don't you like? Ồ, cái nào con cũng ăn được. Cái nào ăn cũng được không? Rồi, chị có nói cô câu đó đi. Con không có ghét lại với cây nào hết, con ăn được tất cả. Ở đây người ta hỏi là loại trái cây nào con không thích, thì Hiền Minh trả lời cho cô là con thích mọi loại trái cây. I like all fruit, all kinds of fruit. I like all kinds of fruit. I like all kind. Kind là loại đó con. I like all kinds of fruit. Tôi có thể ăn tất cả. I can eat all. Rồi, đọc lại cho cô hỏi lại nha. What fruit don't you like? I like all kinds. I like all kinds of fruit. All kind of fruit. Rồi. I can eat all. Đúng rồi. Number five. What fruit is your country famous for? Nước mình thì có món gì mà nổi tiếng ha? What food is your country famous for? Món gì mà người nước ngoài qua Việt Nam mình ăn á? Phở nè. Phở. Bánh mì. Bún chả. Đúng không? Phở nè, bánh mì nè, bún chả là ba cái món được người nước ngoài biết đến nhiều nhất ở Việt Nam mình. Mình có từng ăn ba cái món đó chưa? Mình có từng ăn ba cái món đó chưa con? Bánh mì nè, bún chả, phở, con ăn hết chưa? Rồi đúng không? Rồi những cái món này mình nói tiếng Việt luôn, bởi vì đây là cái món đặc biệt chỉ có Việt Nam mình có thôi. Nên mình nói tiếng Việt luôn. Mình nói cái tên món ăn bằng tiếng Việt luôn. Bánh mì, phở, bún chả. Rồi, bắt đầu cô hỏi lại nha. What food is your country famous for? Trả lời là tên của những món ăn đó. Rồi, are famous for, hoặc là are famous in my country. Đây, tên món ăn. Tên món. Rồi, famous in my country. Rồi, bắt đầu. What food is your country famous for? Phở. Rồi, very good. Rồi, bây giờ cô hỏi lại, mình trả lời cho cô lại những câu này ha. Rồi, number one, who cook the meals in your house? Nhớ cách cô chỉ hồi nãy để trả lời ha. Who cook the meals in your house? Giỏi. Where do you have lunch? Where? Bạn con ăn cơm trưa vào khi nào? Ở đâu chứ? Ở đâu? Con ăn cơm trưa ở đâu? In the kitchen hay là at school hay là at home? I have lunch. Rồi con nói là at the canteen.
I have lunch at the canteen. At the canteen, in the canteen. Do you have in the kitchen at home? Right. What fruit don't you like? I like what fruit don't you like? I like all kinds of fruit. Okay. What food is your country famous for? Okay. Are famous số nhiều ha, ba món là số nhiều rồi. Famous in my country. Right, okay. So very good. So now we stop here. So see you tomorrow. Nhớ về làm 8 câu còn lại cho cô nha. 8 câu hồi nãy ha. Rồi, ok. Nhưng mà chắc không được đâu cô. Ngày mai cô đi khám bệnh. Ồ, vậy là ngày mai mình xin nghỉ hả? Không, chỉ đi buổi sáng cô. À, ý là con không có thời gian làm bài tập đúng không? Rồi không sao, nếu như con không kịp làm thì qua ngày mai á, cô qua giống như hôm nay mình vô lớp mình làm luôn cũng được. Ok. Rồi, goodbye, see you tomorrow, Minh. Rồi.